trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hiền mắc hội chứng cổ vai tay. Hội chứng đau cổ vai cánh tay là bệnh lý dễ tủy cổ, hay còn được gọi là đau cổ vai gáy cánh tay. Có các triệu chứng lâm sàng liên quan đến các bệnh lý cột sống cổ, các rối loạn chức năng rễ, dây thần kinh cột sống. Hội chứng đau cổ vai gáy cánh tay không liên quan đến các bệnh lý viêm, chỉ đơn thuần là các cơn đau dây thần kinh. Sau đây là các biểu hiện lâm sàng của hội chứng đau cổ vai gáy. 1. Đau cổ vai gáy và một bên cánh tay. Cơn đau có thể xuất hiện từ từ và âm ỉ và tăng dần khi xoay đầu hoặc gập cổ về phía đau. 2. Rối loạn cảm giác, rối loạn vận động tại vùng chi phối của rễ dây thần kinh cột sống cổ bị ảnh hưởng. 3. Hạn chế vận động cổ có thể kèm theo các dấu hiệu vẹo cổ. Quý vị thân mến, có rất nhiều phương pháp có thể điều trị các căn bệnh trên, trong đó phương pháp gáy trị cắt bút được đánh giá là một trong những phương pháp hàng đầu bởi tính ứng dụng cao, hiệu quả điều trị lâu dài, ít gây ra biến chứng đối với người bệnh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.